Mấy ký vậy? Nó là gần gần 2 ký với tầm 2 ký. Tầm 2 ký. Cái phiếu này sao? Lấy phiếu kim tiền 100. Nó này anh chưa tán rồi. Cái nó này nó có bao nhiêu hộp kim cương? Này 260 viên. 260 viên. Viên này sao lấy bự. Viên này 2 ly rưỡi phải không? 260 viên mà viên này đến 2 ly rưỡi rồi. Cái này mở nó ứng nhiêu? Cái phần phía sau nè. Cái đợt đầu đó là mình đặt cọc là 52 triệu. 52 triệu. Đợt 2 là 100. Còn phần đợt 3 là mình chuyển khoản là 110. 1 tỷ. 1 tỷ. À, 110. Chuyển là đợt 2 nữa là 500. Đợt 3 là tới 600. Vậy là cái lón này 1 tỷ 846 triệu. Bù thêm là 480. Bù thêm 484 triệu. Nhưng mà cái nón này em là thợ chánh làm luôn rồi. Đây là thợ chánh của bên tiệm vàng Trung Nguyên. Làm cái nón này là mình mất thời gian bao lâu anh? À, tầm 2 tháng. 2 tháng nhưng mà ông bữa với mình cũng có cái tác cũng gần 7 tháng. Lên khuôn á là mất hết 5 tháng. Rồi xong rồi làm vàng mất hết thêm 2 tháng nữa. Cái khó nhất để làm cái nón này là cái gì ạ? Tan mấy cái này nhỉ? Đan mấy cái lưới không phải đan cái lưới. Vậy là tổng cộng thời gian mà để làm cái nón là bao nhiêu lâu anh? 7 tháng hả? 7 tháng để làm ra cái nón này. Bây giờ nè, ở đây là còn lại là 16 triệu đúng không? Vì anh sẽ gửi em tiền cà phê 16 triệu luôn. Chờ cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Cái này có cái hộp không ta? Cái hộp này chắc bự lắm rồi. Cái hộp vàng nó nhỏ. Mà cái tón này bự quá. Chắc không có thể làm được hộp vàng à. Anh khi mà mình chế tác cho anh Phúc á, anh Phúc yêu cầu giờ mình mấy cái yêu cầu của anh Phúc mình làm hoàn thiện hết chưa? Sao? Mấy cái yêu cầu của anh Phúc á mình làm hoàn thiện hết chưa? Hoàn thiện hết luôn mấy cái. Nó có khó gì không? Có cái chi tiết gì mà đặc biệt không? Chi tiết thì nó cũng không mấy gì mấy nhưng mà nó này chỉ có đan là khó ha. Đan là mình đan mấy cái đan cho đều đều tay. Thì công đoạn thứ nhất thì mình làm một cái khung nó trước. Xong rồi mình mới đan mấy cái lưới này. Đan vòng xong rồi mình mới ráp từ từ phần này trước. Xong rồi khớp với phần gì. Xong rồi chạy thêm mấy cái phần quai danh này. Cái nón này mình có rút ra rút vào theo cái kích cỡ đầu được không anh? Cái này nó đã đo bữa có đo kích cỡ đầu anh rồi. Đo kích cỡ rồi mình làm cố định. Làm cố định. Cái đường kính đó là bao nhiêu vậy? Đường kính này là 16. Vậy là trọng lượng của nó là bao nhiêu? Trọng lượng vàng đó là 53. Bao nhiêu cây anh cái này tổng cộng? 53. 530.
53 lượng. Đây là cái giấy. Ờ, cái nón này thì nó có trọng lượng là gần 2 kg, 53 lượng vàng, giá là 1.846 triệu. 1.846 triệu chiếc nón này. Anh chờ suốt 7 tháng trời là mới được cái nón như vậy. Cái cảm xúc của mình bây giờ là sao anh? À, giống như được thăng hoa, được cảm thấy những cái gì mà mình đã ước mơ từ nhỏ giờ đã thành thật. Bây giờ mình còn chiếc áo nữa. Áo bằng vàng luôn. Đúng rồi, chiếc áo bằng vàng luôn. Là nếu mà mình làm được chiếc áo bằng vàng luôn, tổng lại là cũng được 30 mấy ký vàng. Nãy bây giờ là số vàng anh đang sở hữu trên người, cả cái nón này nó là bao nhiêu anh Phúc ơi? Cả luôn cái nón này luôn là khoảng 18 ký. Trước đó là anh Phúc đã bán cái chiếc nhẫn kia để làm từ thiện. Đúng rồi, anh bán hết chiếc này để làm từ thiện rồi. Anh ấy ý tưởng sao mà anh mua đặt làm cái nón vậy? Ý tưởng gì, anh cảm thấy anh có đủ bộ rồi, không còn thiếu gì nữa đó. Thì anh thấy anh còn thiếu cái nón với cái áo nữa. Bây giờ anh chỉ còn là cái áo nữa thôi, cái áo bằng vàng nữa thôi. Nếu mà cái áo bằng vàng á thì trong người anh trọng lượng khoảng trên 30 kg vàng. Mà lần đầu mình thấy cái nón hoàn thiện thì mình có ưng ý không anh? Ừ, lần đầu mình cảm thấy mình ưng ý, nhưng mà mình khổ con cái là nó quá nặng đi. Nó là gần như là những cái khúc này là nó gần như là đặc hết luôn. Những cái cây thanh này nè, nó là vàng đặc. Đây hết vô lòng vẫn chờ. Đội vô thấy hợp quá anh. Ok, đẹp lắm. Cái này chừng nữa mình chỉ có đi đám tiệc á, hay hoặc là cái gì mình sẽ đổi lắm. Tiền với căn nhà rồi thôi. Hoặc là mình đi xe máy mình chạy ngang qua khu Tân Sơn Nhì, Tân Phú anh cho vui. Nếu mà cái này tôi chạy xe máy chắc phải có 10 vệ sĩ đi. Bởi vì á, cái này nó rất là dễ giật. Nhưng mấy cái này nè, khó mà giật được. Còn cái này chỉ cần nắm giật nhẹ cái là. Bởi vì cái nón này mình không có làm cái quai. Bởi nắm giật cái là nó có thể mất. Biết phần nữa nó này nó gần đến 2 tỷ luôn. Đói. Sao anh không làm cái vương miện bằng vàng đeo cho nó đẹp hơn anh? Thôi bây giờ 2019 rồi chứ không còn lại cách đây khoảng 100 năm gì trước đó làm được cái vương miện. Giờ 2019 rồi là phải có cái nón. Theo thời trang. Đúng rồi, theo thời trang. Cái này cũng là cái thương hiệu mình luôn. Cái này mình thấy tiệm vàng Kim Nguyên làm cái nón này là 260 viên. Vì mình cảm thấy nó hợp với phong thủy mình, bởi số 2 là mãi, số 6 là lộc, mãi mãi lộc lộc. Đỉnh kim cương này. Đúng rồi, kim cương. Là đỉnh kim cương. 260. Vì số 2 là mãi, số 6 là lộc, mãi lộc. Vì cái số kim cương này mình cũng thích. Với phần nữa cái viên kim cương này là viên lớn, nó đến 2.5 ly luôn. Viên lớn. Cái này là hộp sòn tập. Nó đến 2.5 ly. Ờ, cái tiền kim cương không là hết đây, tiền kim cương không là hết tiền kim cương là 312 triệu. 1.200 viên. Không, 2.600 viên, một viên 1.2 triệu đúng không? 1.200 viên kim cương cám. Một viên kim cương của anh Phúc là 1.200.000. Đây nè, một cái viên kim cương trên cái nón anh Phúc mình để bị mất. Xoay cái nón xung quanh để cho mọi người thấy cái xe vậy là nó bỏ xuống dưới. Kim cương lấp lánh luôn. Cái này làm bao lâu sao anh? Làm bao lâu sao? Này mình nói là 7 tháng. Chờ 7 tháng thôi thì công. Từng ngược giống như hết không anh Phúc? Thấy cũng giống hết hết. Không thiết kế kiểu nó như hết mà. Mình thấy làm chiếc nón này mình đeo rất là thoải mái, nó không có bị hầm cái đầu mình. Ban đầu cái ý tưởng ban đầu của cái nón là cái gì anh? Cái ý tưởng ban đầu của cái nón này. Cái ý tưởng ban đầu là anh tính làm cái nón giống như của bao giờ á, nhưng mà dầm thấy rất là xấu. Nhưng mà mình
mình có muốn này nó hơi cong lại giống như cái mũi chai vậy, cái mỏ vịt đó hơi cong lại, nhưng mà thôi vậy mình thấy cũng đẹp. Anh đổi lên cho mọi người coi cái. Nó nặng quá. Đem về cho nó chạy chung. Nặng quá. Nó hơi nặng chút. Chính là thời trang. Có dự kiến làm thêm cái nấu mạo hiểm không anh? Mình không có làm nó, mình chỉ cần cái gì, cái dự kiến của mình chỉ làm thêm cái áo nữa thôi. Cái áo tầm khoảng 10-12 kg là được. Nặng lắm. Ở đây, ở trong đây có cái chữ như vậy đó. Trong đó chữ là tiệm vàng Kim Nguyên làm thông số luôn. Đội nó hơi nặng, chắc mình cũng chưa quen. Hồi đó cũng như chuyện này mình cũng đâu đeo quen đâu. Suốt một tuần mấy, mười mấy ngày mình mới đeo quen. Thì cái này mình cũng vậy. Mình bán một chiếc nhẫn đi mình cảm thấy hơi buồn. Bởi vì chiếc nhẫn mình bán làm từ thiện cũng mấy hơi buồn. Sắp tới có kế hoạch làm từ thiện gì nữa không anh? Có, chắc chừng nữa anh phải bán thêm chiếc nhẫn nữa, anh sẽ làm thêm từ thiện nữa. Cái nón này anh sẽ làm, anh là sẽ làm kỷ niệm. Anh sẽ làm kỷ niệm. Chứ còn nữa anh cũng không có cái tiền mấy. Tiền của anh là để làm ăn. Còn ví dụ những mấy cái gì mà giống như xe cổ anh sẽ bán trước. Với những mấy cái sim anh xài, sim đẹp á, anh sẽ bán trước. Còn về gì đợt này anh sẽ để lại, anh chỉ có bán chiếc nhẫn thôi, còn xe anh thì rất là nhiều, với những cái dàn sim số đẹp anh rất là nhiều, thì anh sẽ bán chúng đi làm việc này. Bạn còn giữ xe này vậy là anh đưa đủ hết rồi á, số tiền đây thì anh đổi luôn. Cái nón này có bảo hành không anh? Bảo hành là có móp miếc thì là mình sẽ chỉnh lại đúng không? Anh mình tạo khuôn mình làm cái nón này khó mà. Cảm giác như anh đeo này thấy nặng không? Mình thấy bởi vì mình đeo cái cổng dây chuyền quen rồi, nó hơi nặng chút xíu. Rồi ok, vậy mình về. Lấy mắt tay. Cảm ơn. Đây là thợ dây chánh, tất cả dàn dọc của mình đây là do bên anh Đèo anh làm hết. Đây là thợ chánh để làm những mấy cái dòng vàng mình. Cái này là nghệ nhân làm vàng. Tất cả những mấy cái vàng của mình mà đưa ra ý kiến mình đó, thì bên anh Đèo anh rất là công phu và anh chỉ có lắc đầu thôi. Nhưng mà lúc cùng anh cũng mày mò anh cũng làm được. Chứ mình cũng hay lúc trước mình cũng chưa biết quen tỉnh dạy Kim Nguyên, mình cũng đi nhiều tiệm rồi, những cái ý kiến mình ra không ai làm được những mấy cái mặt này hết á. Cuối cùng bên anh Tèo anh đã làm được những mấy cái mặt dây chuyền mình với những mấy cái này nó rất là công phu, và những mấy cái đường nét của con cọp này nè nó rất là nhuyễn nhuyễn, nó rất là đẹp. Cái miếng dãy đồng tiền, miếng nào ra miếng đó, nó không có bị mớp hay là méo hay là những mấy cái lỗi nhỏ nhất. Anh Tèo anh rất là từ chi tiết ở đây anh làm rất là tỉ mỉ. Thứ nhất là những mấy cái mắt này nè. Cái này mình mới đeo có một chút xíu là mình đã có lần rồi. Nhưng mà giờ mình sẽ ướp một miếng da bò vô đây. Là đội nó sẽ im lại. Ướp một miếng xung quanh ở đây. Nó nặng quá. Đúng rồi, nó hơi nặng. Thank you.